Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Họng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 151 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược về Minh Triều tập 151 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, quay lại cuộc nói chuyện của Dương Lăng và Dương Thận. Lúc bấy giờ, Dương Lăng lên tiếng nói. Thiên hạ đại loạn thì có thể trị được. Nhưng nếu như quân đội cũng loạn thì triều đình sẽ mất đi sự bảo đảm. Mà một khi xảy ra đại sự ngay lúc này, vậy đại loạn không thể trị được. Cho dù có là quan trọng hay là nhạc phi sống lại, cũng không có biện pháp dự thủ hồi xuân mà thu thập trận loạn này được đâu. Dạ, quốc công suy nghĩ lâu dài. Triều đình do Lưu Cẩn nắm giữ vốn dĩ chứng khí mù mịt, mục nát đến cực độ, dứt khoát để cho nó thối giữa hoàn toàn rồi lại bỏ khối thịt thối này có điều tướng lĩnh quân đội nếu như tùy ý điều động thì việc chỉnh sửa cũng không phải chuyện trong nhất thời được nếu như lúc này xảy ra chiến loạn diệu kế trừ gian của đại nhân sẽ chết từ trong trứng nước kìa có lòng mà thực hiện được dương lăng thở dài nói đúng vậy lo trước phòng hóa để phòng vặn nhất thật ra không chỉ là dân biến nếu như bỏ mặc lưu cẩn làm bậy ở các nha môn thì chế e bản thân quân đội cũng sẽ nở bạo loạn và ngày trước ta còn nhận được tin tức liêu đông có hai vệ quan binh bạo loạn dọa cho vệ chỉ huy chạy mất dạng kìa nguyên nhân thì ra là không phát quân lương cuối cùng bên trên phát ra hai năm trăm lượng bạc mới có thể dẹp yên bạo loạn được chỉ có hơn hai lượng bạc mà có thể châm ngòi náo động lớn đến như vậy để phòng ngừa binh sĩ phản kích vệ sở liêu đông thậm chí không dám truy cứu người bạo loạn chính vì vậy ta mới không dám khinh thường binh bố dương thận khẽ gật đầu có điều y xuất thân là quân nhân nói thật ra đối với chính trị y cũng không thể nào hiểu được chân lý cán thương xuất chính quyền trong lòng của dương thận cũng không cảm giác được đại binh không có đầu óc kia có thể gây được họa lớn gì chuyện y quan tâm chủ yếu là đám văn nhân trong triều nắm giữ chính sách kia vì thế dương thận đã tránh đề tài này hắn hỏi vậy không biết chuyện thứ hai quốc công lo lắng là chuyện gì dương lăng nói đương nhiên là tốc chiến tốc thắng ngọn cỏ đầu tường này đầu nhập vào chỗ lưu cấn ta cũng không ngăn cản những người này đầu phục ai hoàn toàn dựa vào một chữ thế mà thôi ai có thể tạo được thế thế của ai lớn hơn bọn họ sẽ đột nhập vào bên đấy hoàn toàn không có lòng trung thành và lập trường cho nên căn bản những người này khó trở thành uy hiếp được ta đừng nhìn có cách dễ dàng kéo bọn họ trở về khi đã thu thập đủ chứng cứ để có thể lật đổ lưu cấn hiện tại cứ mặc kệ bọn họ dựa dẫm đi ngược lại có thể dung dưỡng cho vẻ kiêu căng của lưu cấn càng có lợi cho kế hoạch của chúng ta hơn nhưng vấn đề duy nhất ở đây là thời gian không thể quá lâu được nửa năm cao lắm là một năm nếu trong thời gian này không thể ra tay với lưu cấn thì thế lực của ông ta nhất định sẽ được củng cố muốn động tới ông ta sẽ khó khăn vậy kế hoạch nuông chiều sinh hư một chiêu giết chết của chúng ta tất nhiên sẽ tam thành bọt nước dưới tay lưu cấn có hai người mưu trí đó là trương thái trương thái là người tỉnh táo sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn và trương văn miện trương văn miện tuy không chúng khoa cử tính tình thì cực đoan thật ra người này vô cùng oán hận quan trường hủ bại thật ra suy nghĩ cấp tiến của y đã định sẵn y chỉ có thể gây thù khắp nơi hơn nữa trung quy y cũng là một tú tài tầm nhìn không được xa nếu để cho y là một người đại trí ở một phố, một thuyền thì đủ rồi. Việc kiến kế cho Lưu Cẩn thật sự là không thể đảm nhiệm nổi. Muốn Lưu Cẩn càng chạy càng xa, càng làm càng quá giới hạn, nhanh chóng tự mình bước lên con đường xuống Hoàng Tuyền thì ông ta cần một trợ thủ giỏi. Nhưng nhân tài như vậy rất khó tìm, hơn nữa còn không dễ dàng lấy được tín nhiệm của Lưu Cẩn. Ta vẫn còn đang xem xét đây. Ánh mắt của Dương Thận chợt lóe, bỗng nhiên khẽ cười, y ngồi thẳng người dậy, nhẹ nhàng phủi áo choàng, mỉm cười nói: Hạ quan tiến cử một người Không biết ý của quốc công như thế nào Sao là người nào Thanh thành cuồng thành sĩ Lữ Sĩ Kiệt Thanh thành cuồng thành sĩ sao Dương Lăng đột nhiên nhớ tới danh sĩ Thục Trung Điên cuồng kiêu ngạo Nghèo nhưng trọng bề ngoài Lữ Sĩ Kiệt bốc phét nói cái gì Mà đàm một khúc ngộ ra thượng sách trị thế gì đấy Người này mắt cao hơn đầu Không hề thực tế Cho dù để gã trợ giúp một năng thần danh quân Nếu dựa vào chủ ý của gã Mà cái quản chính trị cũng chỉ có thể lòng tốt làm việc xấu mà thôi. Để cho vị nhân huynh này đi gây họa cho Lưu Cẩn, không cần gã phải nghĩ ra chuyện xấu xa gì, cứ trực tiếp thực hiện, theo chính sách ích nước lợi dân của gã thì cũng đủ gây họa chết người rồi. Nhưng chuyện quan trọng như vậy, gã có đáng tin không? Dương Thận nghiêm mặt nói. Quốc công gia, Lưu huynh là người cuồng võng mắt cao hơn đầu, đây chính là tật xấu của huynh ấy, thế nhưng làm người không ai hoàn mỹ cả, tài học của Lưu huynh quả thật là uyên bác thâm sâu chỉ là huynh ấy không giống với ta và chu nhượng cận sinh ra lớn lên trong nhà quan lại nên đối với triều đình mưa dầm thấm đất nhất nhất đối chiếu với những gì đã học được mới có chút tâm đắc cho nên khó tránh khỏi vẻ phù hoa không thật nếu như giản dỗ huynh ấy một phen thì không khó để có thể học ứng dụng vào hành được lừa sĩ kiệt tính tình thì cuồng ngạo thế nhưng phẩm chất đức tính lại quang minh lỗi lạc ý chí rộng rãi hơn nữa tuy ngoài mặt huynh ấy không màng danh lợi nhưng thân mang học tài thật ra huynh ấy cũng rất muốn làm gì đấy nếu có thể có cơ hội trừ gian giúp nước ta tin rằng lư huynh sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước với đại nhân thôi lư huynh ở thanh thành cũng là người thiểm tây lưu cẩn cực kỳ coi trọng tình nghĩa họ xóm làng hơn nữa lưu huynh ở ba thục danh khí ở vùng thiểm tây rất lớn cho nên huynh ấy là ứng cử viên tốt nhất rồi bất luận là tài học hay là quan hệ đều có thể nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm và trọng dụng của lưu cẩn vừa hay khi ta vào kinh từng viết thư cho huynh ấy mời huynh ấy vào kinh học tập tính ra cũng sắp tới ngày rồi nếu như đại nhân cảm thấy được Đợi khi huynh ấy tới Ta có thể nói chuyện với huynh ấy một phen Dương Lăng trầm ngâm không nói Dương Thận nói Nếu quốc công vẫn chưa yên tâm Ta sẽ dùng danh nghĩa riêng để khuyên nhủ Hoàn toàn không lộ ra kế hoạch của quốc công Trước đây qua lại với Lưu Huynh Nói đến chuyện tài tử thi sinh ngày xưa Chí khí bừng bừng Dùng trí thức tài học vì nước chỉ gian Lưu Huynh thường hay vỗ tay tán thưởng Khâm phục không thôi Thà nghĩ chỉ cần ta mở miệng Lưu Huynh chắc chắn sẽ vui vẻ làm chuyện này Lấy thân mà làm giặc Dụ giặc trừ gian này Vậy người này có đáng tin hay không? Dương Lăng từ từ hỏi. Dương Thận biết hắn nhớ tới Chu Nhượng Cận, không khỏi cười khổ một tiếng, trầm mặc thật lâu sau mới chậm rãi nói. Đại nhân đã tin tưởng ta thì hà tất nghi ngờ Lưu Huynh. Nhượng Cận quá mức cố chấp, che giấu hành vi làm tai mắt cho hoạn quan. Nhưng Lưu Huynh thì không. Cuồng ngạo của Huynh ấy khiến Huynh ấy đắc tội người ta quá nhiều lần. Dành tiếng tuy lớn, thế nhưng hoàn toàn không có lợi. Người này tuyệt đối không tham lợi. Được, vậy thì mời vị thanh thành cùng sĩ này xuất mã đi. Có điều để cho mọi chuyện được quần thoá Tạm thời vẫn lấy danh nghĩa cá nhân Khuyên gã rủ rỗ giam tặc gây họa đi Khiến Lưu Cẩn giao thủ kết toán khắp thiên hạ Tự tìm diệt vong đi Nước cờ chúng ta đi là nước cờ hiếm Sai một ly đi một dám Chuyện liên quan đến giang sơn xã thắp Hàng nghìn hàng vạn lê dân cẩn thận Chút vẫn tốt hơn Sau buổi tàu chiều Hoàng thượng vội vàng chạy đến báo viên Y muốn cử hành đại hôn với đường nhất tiên vào một đông tiết rơi Bây giờ đang tự tay thiết kế Bận rộn chuyện hôn nhân của mình Nên rất ít khi ở trong cung hoàng thượng vừa đi lưu cẩn cũng ngồi kiệu nhỏ xuất cung trở về hào trạch của mình thay sau một thân áo bảo huân hương đang muốn phun thêm một chút thương liệu lên người mình trương Văn miện đã vội vã từ hậu viện chạy tới lưu cẩn đành phải bỏ bình phun tự chế xuống hơi mất kinh nhẫn nói có chuyện gấp gì sao trương văn miện vái chào nói lưu công công nghe nói hôm nay ngài chỉ thị kiểm tra tiền và lương tháo trong các kho quân dân phủ khắp nơi các loại ngân lượng hàng năm rồi thì muối dẫn quân khí thậm chí là cả phu vận và than củi nữa phải không không sai lưu cẩn đắc chí nói thanh tra triệt đế xem có những khoản tham nhũng tiền công rồi thì lãng phí tiền thuế nếu tra ra một thì xử lý một mặc kệ là quan to cỡ nào bất kể là người của ai nên bồi thường thì bồi thường nên phạt thì phạt nên xung quân thì xung quân mà nên chém đầu thì chém đầu những chuyện này quan viên trong lục bộ sao lại không dính vào chứ chỉ cần vừa tung ra tin tức thôi thì những kẻ mông không được sạch sẽ sẽ ngoan ngoãn đầu nhập vào chỗ ta hơn nữa chỉ khảo hạch công tích của quan viên ở kinh thành vậy rất rõ ràng là đang chỉnh người của dương lăng rồi rồi lại đến một cuộc thanh tra toàn quốc bất hiển sơn bất lộ thúy hơn nữa cũng có thể làm được chút công tích để đám người đọc sách miệng đầy đạo đức kia nhìn xem lưu cẩn ta cái quản chính trị cũng rất có bản lĩnh kìa trương văn miện oán giận nói lưu công ngài có hùng tâm tráng trí này đương nhiên là tốt rồi nhưng nghe nói ngài ra việc này cho hộ bộ và hình bộ Hiện tại bọn họ đều là người của chúng ta Bề ngoài là thuận theo ý của công công ngài Bên trong lại nghe lời của Lý Đông Dương Dương Đình Hòa Bọn họ có thể thật lòng làm việc cho ngài hay sao Hay là sẽ qua loa cho xong chuyện đây Tâm huyết của công công lần này Không phải là sẽ uổng phí rồi hay sao Việc này Lưu Cẩn cũng có chút phiền lòng Người đầu nhập vào chỗ ông ta không ít Nhưng người có thể giao phó đại sự Thì lại không nhiều Tuy lễ giám có rất nhiều thân tín Nhưng Lưu Cẩn hoàn toàn không muốn phân công cho thái giám Thái giám chấn thủ các nơi ông ta Cũng không còn cách nào khác mới cực lực lôi kéo Còn đám người tham lam trong tỷ lễ giám Ông ta lại còn không biết hay sao Để cho bọn họ cướp đoạt tiền của dân Thì chẳng có ai biết cách làm cả Phái một họ ra ngoài Còn không phải là phá hủy thanh danh của Lưu Cẩn ông ta hay sao Bản thân Lưu Cẩn cũng tham Hơn nữa còn tham rất lợi hại Tiền ít hơn 3 ngàn lượng thì đừng mong qua cửa Nếu như cầu chức quan thì giá là một vạn lượng nhưng toàn thân ông ta đều là lông trắng, lại cứ khăng khăng xem người khác là ưu tình Nếu như nghe ai đó nói tham ô nhận tiền thì sẽ nổi giận lôi đình. Hey, văn miệng này, người đầu nhập vào ta tuy nhiều nhưng người có thể giao trọng trách lại rất ít nha. Không giao cho hộ bố, hình bố thì ngươi bảo ta phái ai đi đấy Hiện tại công công dưới một người, trên phận người, làm việc cương nghị quyết đoán, quyền uy không ai bằng. Học sinh nghe nói đám công công trong cung đều gọi ngài là tiểu thái tổ đấy. Lẽ nào không chiêu được một nhân tài có thể dùng được hay sao? Lưu Cẩn vừa nghe thì tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi Cái gì cái gì? Tiểu thái tổ cái gì? Trương Văn Biện nói Công công sát phạt quyết đoán Dùng khốc pháp nghiêm hình để trị tội tham quan ô lại Rất có ai phong của thái tổ hoàng năm xưa Cho nên đám công công trong cung đều khen tặng ngài là tiểu thái tổ Ta nghe là công công nói vậy Lưu Cẩn nghe nói bọn thái giám trong cung so sánh ông ta với Trung Nguyên Trương, không khỏi mặt mày hớn hở, không khép miệng được, ông ta cười nói: Là tưởng lại đến hay sao? Tha lại quên mất chuyện của ông ta, cái chức đại sứ quán chàng này, ông ta làm cũng thật đáng thương mà." "Hề, hey, lát nữa ta sẽ viết một lá thư, ngươi bảo người đưa đi để ông ta đến nội xưởng làm việc." "Dạ." Trương Văn Miện đáp lại một tiếng. "Ôi, tuy rằng ta có hùng tâm tráng trí của thái tổ hoàng đế, nhưng đáng tiếc lại không có nhiều năng thần có thể trợ giúp cho như thái tổ hoàng đế được những quan viên dựa vào ta phần lớn đều là loại người nịnh nót cả ngoại trừ trương thái tào văn Cẩm thạch văn nghĩa ra um... lưu cẩn bỗng dưng tỉnh ngộ nhìn trương văn miện một cái cười nói văn miện còn có gì mà cần phải vòng vo nói với ta sao muốn tự tiến cử sao um, ngày mai đi ngày mai ta thương lượng với lý đông dương trước tiên để ngươi là chủ sự của hộ bộ có người ở đấy Việc này không sợ bị bọn họ lờ gạt nữa rồi Trương Văn Miện vừa nghe thì vui mừng Nhìn qua vội vàng quỳ xuống dập đầu nói Đa tạ công công Đa tạ công công cất nhắc Văn Miện suốt đời không quên Một tú tài thi rớt Bây giờ lại nhảy vào hộ bộ là một trong những lục bộ triều đình Hơn nữa lập tức thăng làm hộ bộ chủ sự Lưu Cẩn thật sự là không bạc đại gã Trương Văn Miện vui sướng không thôi Cảm động đến rơi lệ nói Công công ánh mắt của ngài thật chuẩn ma hiện nay những ngoại thần đầu nhập vào chỗ lưu công công luận về tài cán thì đa phần đều không có bản lĩnh gì cả chỉ là một đám cỏ đầu tướng chỉ có thể chung phú quý mà không thể cùng họ lạn mà thôi hiện tại việc lớn trong triều đều do công công quyết định nếu như công công muốn ở trong triều lâu dài không già trên có sự tín nhiệm của hoàng thượng dưới cũng phải có vài người tài ba phân yêu cho công công mới được đối với những danh nhân tài tử này công công không ngại chiêu hiền đại sĩ hứa hẹn tiền đồ thì chắc chắn sẽ có người trung thành làm việc cho công công thôi Tổng công có quan lại trợ giúp Mới có thể một mình nắm giữ quyền bính trong ngoài Hơn nữa tính thơm muôn đời Lưu danh thiên cố Lưu Cẩn bị hắn nói mấy câu của Vũ Hồng Tâm Sống lưng cũng dựng thẳng lên Thế nhưng khi nhiệt tình nóng rực trong lòng chưa qua Cẩn thận ngẫm lại Đám trợ thủ không đứng đắn dưới tay Thì bờ vai của ông ta lại sụp xuống Muốn tìm vài người tuyệt vọng Trong đám ngoại thần chịu đi theo hắn thật là khó những người dưới tay như đám người Tào Văn Cẩm, Dương Ngọc, Thạch Văn Ngọc chỉ có thể làm tay đấm mà thôi, những kẻ khác phần lớn đều là phế vật. Người có thể làm việc chân chính chỉ có trương thái, nhưng ông ấy cai quản lại bộ, thay ông ta trông coi chặt chẽ nha môn quan trọng nhất này, nên đã không còn sức lực để giúp ông ta hoàn thành hồng đồ đại trí to lớn đến như vậy nữa. Trương Văn Miện cũng là một người, hơn nữa bản thân mình có ơn tri ngộ với y. Trương Văn Miện tuyệt đối trung thành và tận tâm với mình. Ngoại trừ hai người này, còn có thể có ai được nữa đây? Lưu Cẩn mí môi rồi nhẹ nhàng, thở dài, khoát tay nói: "Hề, hey, ta biết rồi, người ra trước đi." Trương Văn Miện không biết những câu này làm cho ông ta không thoải mái chỗ nào, thấy sắc mặt ông ta không tốt thì không dám nhiều lời, Vợ vàng đáp lại rồi lặng lẽ lui xuống thu thập hành trang chuẩn bị đi nhậm chức. Lưu Cẩn nâng bình phun lên đi vào trong phòng, rồi lại thở dài ra, người có khí tiết có bản lĩnh chân chính thì ai chịu quy thuận ta đây. Dương Lăng cũng không xuất thân từ trong đường chính, nhưng có đám người Lý Đông Dương, Tiêu Phương, ngay cả Dương Đình Hòa không hợp với hắn nữa, thế hắn đều khách khách khí khí. Còn đối với ta thì sao đây? Cũng khách sáo, Thế nhưng loại cảm giác cách xa tám trượng này Chẳng lẽ ta nhìn lại không ra hay sao Ta kém hơn Dương Lăng ở chỗ nào đây Luận quyền, luận thế, luận tài năng Lẽ nào ta lại kém hơn hắn sao Không phải là dưới háng thiếu một khúc thôi sao Triều đình chọn binh chọn quan Tướng mạo không tốt đều không cần Ta là một hoạn quan Những người đó coi thường ta mà Cởi bỏ áo khoác một cách bi thương Rồi phun hương liệu lên trên người Lưu Cẩn Út Đức nghĩ Đám ngoại thần khinh thường ta Chán ghét ta từ xưng túy làm sao ta không biết chứ ta cũng căm hận bản thân mình không trọn vẹn không đầy đủ âm không ra âm mà dương chẳng ra dương những thứ khác không cần nói chỉ nói tới mỗi lần phun hương liệu lên người thôi để mơ hồ khiến người ta cảm thấy ảo não nhưng không làm vậy thì làm sao che giấu được mùi nước tiểu khai ngấy trên người ta đây bọn họ hiểu nỗi khổ của ta hay sao mười người chết đi thì có tám chín người là bị thương đường tiết niệu không thể không chế nổi chuyện càng ngày cứ li ti dị giá bọn họ gọi ta là cái gì chứ là kẻ hôi thối sao kẻ hôi thối không sai chút nào ta là kẻ hôi thối mẹ nó chứ khinh thường ta ư ừ. các người có thể cưới trên người nữ nhân ta có thể cưới trên người các ngươi kìa. ai cũng xem thường ta nhưng ai dám không quỳ trước mặt ta một cách quy củ đây ta ra lệnh một tiếng thể văn võ cả triều phải quỳ mãi không thể đứng dậy y quan trong thiên hạ đều phải thần phục ở dưới chân của ta kìa. thượng triều gặp hoàng đế quỳ xong cũng đứng dậy ta có thể bảo bọn họ thừa lệnh vua quỳ đến ngất đi ở ngoài điện xem thường ta sao không đầu nhập vào chỗ ta sao ta còn xem thường các ngươi kìa phía dưới hơn ta một đoạn thế nhưng sống lưng lại kém hơn ta một mảnh lớn ta chỉ quỳ dưới hoàng thượng các ngươi lại phải quỳ trước tên hoạn quan mà các ngươi xem thường là ta đây ta dựa vào cái gì đây dựa vào ta có quyền ta có thể giống nam nhân hơn các cả các ngươi lưu cẩn cất áo khoác xong rồi bật ra tiếng cười gian dọa người quyền lực bây giờ đại quyền đều nằm trong tay của ta dương lăng đã xong đời không ai có thể uy hiếp được ta nữa ta phải nắm chặt quyền lực vì nếu có một ngày mất đi đại quyền, ta cũng sẽ không được tốt số như Dương Lăng. Không biết sẽ có bao nhiêu tên khốn kiếp lập tức trở mặt, nhào lên cắn xé ta như ông vỡ tổ vậy. Quyền lực à, ta phải càng ngày càng nắm chặt lấy. Có nằm mơ cũng phải mở một con mắt, ai dám đoạt quyền của ta, ta sẽ lấy mạng của hắn ta. Nhưng hoàng quyền thiên hạ cũng không phải thật sự nằm ở trong tay của ta, ta là tiểu thái tổ sao. Ta sao so được với hồng đồ đại lược chân chính của thái tổ chứ. Chế độ chặt chẽ mà ông ta định ra căn bản không có khả năng khiến cho hoàng quyền chân chính trong tay hoàng đế rơi vào trong tay một hoạn quan như ta. Nội thị triều Hán cầm quyền thật sự, hoàng thượng cũng bị chúng khống chế, nhưng thái giám đại minh thì không sánh được bằng họ, chỉ cần chính đức hoàng đế trở mặt thì quyền lực của ta chớp mắt sẽ thành số không. Hiện tại đang nắm đại quyền trong tay có rất nhiều việc cần phải làm. Nếu ta không làm tốt những chuyện này thì phải giao cho người khác làm, vậy thì quyền lực mà ta vất vả cực khổ đoạt được sẽ bị phân tán từng chút một. Nếu không muốn buông bỏ quyền lực thì ta phải tự mình làm cho tốt đại sự trong thiên hạ, không để người khác đến làm phiền hoàng thượng như vậy mới được. Nhân tài ơi nhân tài, nhân tài đáng chết ơi, vì sao không theo ta làm việc mà còn luôn đối nghịch với ta như vậy chứ? Lưu Cẩn càng cả nghĩ càng giận, ông ta cất bình phun đi, đang muốn gọi người múc nước rửa tay thì một tên tiểu tử chạy vào nói. Công công, công công à, bên ngoài có một người tự xưng là thanh thành quần sĩ Lưu Sĩ Kiệt đến, nó muốn bái kiến công công. Lữ sĩ Kiệt sao? Là ai vậy? À, ta biết thanh thành cùng sĩ này. Khi đại ca đến thăm cũng có nhắc đến, đó là đồng hương thiểm tây của ta, tài tử nổi danh nha. Lưu Cẩn mừng rỡ, nghe nói vị tài tử này mắt cao hơn đầu, không được mấy người có thể khiến y để mắt tới. Bố chính sứ thiểm tây mời y uống rượu, nghe nói y còn lên mặt không đi nữa kìa. Tài tử như vậy lại đến bé phòng ta sao? Lưu Cẩn vội chỉnh lại mũ, buộc lại đai lưng, luôn miệng nói. Mời, mời, mau mau cho mời. Tên tiểu tư kia khó xử nói Công công Người này người này tự mình đến nhà Nhưng lỗ mũi lại hét lên trời Cho đến giờ tiểu nhân còn chưa nhìn ra dáng vẻ của y nữa kìa Người này thật cuồng vọng mà Chỉ mặt gọi tên là muốn ngài đích thân ra cửa đón Nếu không nếu không y lập tức đi ngay Ngài xem tiểu nhân có cần tìm phải gia nhân phát gậy Đến đánh tên cuồng vọng này một trận hay không Phóng dám chó người đi Lưu Cẩn bước lên mở rộng bàn tay Đánh cho tên tiểu tư kia ngã lăn trên mặt đất Một bên mặt sưng phủ lên cút sang một bên, ta tự mình ra đón. Lưu Cẩn không cảm thấy hạ thấp giá trị của mình gì cả, chức quan của ông ta lớn hơn Lưu Sĩ Kiệt biết bao nhiêu lần, nhưng tên tài tử áo vải này, dù có quyền cũng không mời được y, tự y đến nhà mình thì thể diện của mình phải lớn thế nào đây? Lưu Cẩn vội vàng ra cửa nghênh đón, thầm nghĩ, vị tài tử này chắc không đến đầu nhập vào chỗ ta đấy chứ, không thể, không thể. Kỳ sĩ sơn dã như vậy, nếu muốn làm quan thì đã làm từ lâu rồi, còn đến đầu nhập chỗ ta sao? có lẽ muốn về quê mà không có lộ phí. Ừ. Đây là danh nhân tài tử ở quê nhà ta, chắc chắn đi đến tìm ta rồi. Vậy cũng đã nể mặt ta lắm rồi, ta phải chuẩn bị một số lộ phí lớn cho y mới được. Thái giám Lưu Cẩn, thế lực như mặt trẻ ban trưa kiêu ngạo, tự cao, mừng rỡ nghênh đón Lưu Sĩ Kiệt vào sảnh, luôn miệng bảo người dân trà. Lưu Sĩ Kiệt có lẽ đã hết cầm lâu lắm rồi, nên có hơi mỏi cổ, lúc này mới ngạo nghễ cúi đầu, tỏ vẻ khinh thường đánh giá đại sảnh, thật sự là tính tình khiến người ta chán ghét mà. Lưu công tử đến kinh khi nào vậy Sao không thông báo với ta một tiếng Ngài là danh nhân tài tử của thiểm Tây chúng ta Ta có cố ý muốn kết giao từ lâu rồi Nếu biết Lưu công tử vào kinh nhất định Sẽ đến ngành đón ừ, Hôm nay Lưu công tử đến phổ ta là Thanh thành cùng sĩ Lưu Diết Kiệt nghiêng mặt Không chút khách khí gì Với đại thái giám đứng đầu Đám nội thị mà văn võ toàn triều kính sợ vạn phần này Chẳng phải Dương Thận đã nói rồi sao Phát Dương bản sắc càng kêu càng tốt Hú hồ trong lòng của y đích thực Xem thường Lưu Cẩn Lưu Sĩ Kiệt hỏi thẳng vấn đề. Tại hạ nghe nói năm đấy cao lực sĩ nắm quyền quần thần, thần tử trong ngoài đều vô cùng kính sợ, nhân vật hiển hách như vậy còn biết co biết giãn, cởi giày cho Lý Thái Bạch, không biết Lưu Công Công có thể làm vậy hay không? Y nói rồi đặt mông ngồi trên ghế, Nhà mắt nhìn Lưu Cẩn. Cái cổ vừa mới được nghỉ ngơi lại theo thói quen mà hích lên trên, còn khí phái hơn cả hoàng thượng. Người hầu hai bên nhìn thấy mà hận đến mức muốn xông lên tát cho một tát. Lưu Cẩn cũng không phải lơ mơ, Ông ta đọc không ít sách Lưu đại tài tử Người ta nói mấy câu này Cũng không tính là quá thâm sâu Có thể nghe hiểu được Lưu Cẩn lập tức nói à, Chuyện này Lão có khó gì Thành thành cùng sĩ Chính là Lý thế Bạch Lưu Cẩn ta sẽ là cao lực sĩ ờ, Công tử hãy ngồi đấy Lưu Cẩn sẽ đến cậy giày cho ngài Lưu Cẩn cũng không phải kẻ ngu Thanh Thành Quảng Sĩ tự nâng cao mình như vậy, tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi quá mà chạy đến nhà tìm Lưu Thế Giám, ông ta chiêu chọc. Làm bộ làm tịch thì chắc chắn là có mục đích. Lẽ nào y muốn đầu nhập vào chỗ ta, xin một chức quan lớn hay sao? Nghĩ đến đây, Lưu Cẩn không hề do dự, lập tức cung kính không người cởi giày. Người đọc sách chính là như vậy, thích chơi đùa, tự cao tự đại, nhưng không sao cả. Lưu Bị còn ba lần đến lều tranh mà, ta cởi giày cho y thì có gì không được đây? Chuyện này cũng giống như thanh niên yêu đương vậy, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô nương vui mừng mở cờ trong bụng nàng bảo ta đi đông ta không dám đi tây tận hưởng thi khí thế của công chúa đợi khi thành thân rồi thì ta ngủ phía trên ăn cơm trước không cần phải rửa chén đầu tư ngắn hạn thế nhưng được lợi lâu dài lưu cần là ai chứ ngay lúc cần dùng người thì thanh thành cùng sĩ liền tìm đến cửa chỉ danh tiếng của y thôi thì đã cho mình thể diện rồi ta có thể làm người trên vạn người thì lẽ nào không có chút độ lượng này hay sao tay của Lưu Cẩn đã động đến giày của y rồi, Lưu Sư Kiệt lại đột nhiên đỡ lấy tay của ông ta, tươi cười mà nói: "Không dám không dám, tại hạ chỉ đùa với Lưu công công một chút mà thôi." Lưu công công giữ một người trên vạn người, văn võ cả chiều ai cũng phải cúi đầu, lại không có thể chiêu hiền đại sĩ như thế, thật khiến cho Lưu Mỗ thật lòng thán phục mà. Lưu Cẩn cũng tiện thể dừng tay, đứng dậy cười nói: "Lưu công Tứ là đồng hương của ta, lại là tài tử nổi danh tần xuyên ba thục, Lưu Cẩn ngưỡng mộ đã lâu rồi." Ta về quê thăm viếng quá vội vàng, nên chưa có cơ hội tiếp kiến được công tử. Hôm nay công tử đến nhà, Lưu Cẩn mừng rỡ vô cùng. Dù là thất ngựa đốt đèn, chùi dây, cẩy dây cũng cam tâm tình nguyện. Lưu Sĩ Kiệt rất cảm động, liền vội vàng đứng dậy, vái dài một cái rồi nói: Chăm nghe không bằng một thấy. Lưu Công đức độ rộng lớn, Lưu Mỗ khâm phục vô cùng. Ai nha, hà tất khách khí như vậy, mau mau mời ngồi, mời ngồi. Lưu Cẩn tự ngồi xuống vị trí chủ tọa, đợi khi nha hoàn dâng trà lui ra, lúc này Ông ta mới nắm tay ho nhẹ một tiếng Rồi thăm dò hỏi Lư công tử đến kinh khi nào vậy Không biết hôm nay đến đây là Lư sĩ kiệt cười ha ha Phất ống tay áo một cái Động tác hết sức phóng khoáng Đáng tiếc đã sắp bước vào thắng chạp rồi Nên không thể cầm quạt lông theo Bằng không thì cầm quạt lông vẫn căn trên đầu Cũng rất có khí thế Lư sĩ kiệt cười vang xong Lại nghiêm mặt nói Lư mỗ nhìn đại thế trong thiên hạ Đương kim triều đình có thể nói Người các quản chính sự phân lưu cho hoàng thượng ngoại trừ lưu công công ra thì không còn người thứ hai nữa rồi lưu công công được hoàng thượng tín nhiệm gánh trọng trách trên vai quyền khuynh thiên hạ có thể nói là thăng tiến thuận lợi nhưng người không nghĩ xa thì cũng tất lo gần lưu công công có nắm quyền thiên hạ chủ trì chính sự thiên hạ trong lòng có tự tin hay không ánh mắt của lưu cẩn chật lóe cũng thu lại nụ cười chắp tay mà nói lưu cẩn nguyện nghe cao kiến của lưu công tử lưu sĩ kiệt nói luận uy vọng tài học kinh nghiệm chính trị thì lưu công không sánh bằng lý tiêu dương tam đại học sĩ luận văn thao võ lược chính tích chiến công thì không bằng uy quốc công gia nhưng hiện tại lưu công cánh vác thiên hạ ngồi ở trung tâm cầm quyền thay cho thiên tử thử hỏi trong thiên hạ ai có thể phục chứ lưu cẩn gật đầu nói hey, công tử nói đúng nếu không phải người trong thiên hạ không chịu khuất phục ông ta hả tất phải khóc pháp nghiêm hình làm ra chiếc công 180 cân để ép người ta cúi đầu chứ Lưu Sĩ Kiệt vút ve đầu gối rồi nói Đường Kim Hoàng Thượng tuổi nhỏ tính còn ham chơi Thế nên giao hết đại sự thiên hạ cho Lưu Công Công Nếu như Lưu Công Công không thể lập nên công trạng phi thường Chiến tích chắc tuyệt Thì không thể chấn phục lòng người được Nếu như Hoàng Thượng lớn thêm vài tuổi Sinh lòng quan tâm đại sự triều đình Thấy Lưu Công Công không có công tích gì Lúc đó dù có không giảm lòng tin Thì cũng phải đoạt lại quyền lực rồi cho Lưu Công Công một chức quan nhàn hạ để mà yên ổn hưởng phúc, an hưởng tuổi già. Thế nhưng trị chính thì có địch thủ Mà thi hành thì kết đoán thù Nếu như công công không có đại quyền Thì làm sao yên ổn hưởng phúc an hưởng tuổi già được đấy Lưu Sĩ Kiệt đã nói chúng tâm sự của Lưu Cẩn Lão là nội hoạn Tuy được hoàng thượng tin sủng Lại khó phục ngoại thần Thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có quyền lực Dùng cách thuận ta thì sống Người ta thì chết để chinh phục báo quan Tuy phương pháp này nhanh chóng mang lại hiệu quả Thế nhưng một khi thất thế Thì bị trở mặt cắn ngược cũng rất khốc liệt trong mắt của nhóm ngoại thần hoạn quan còn không bằng cả con chó người thành thật như vương nhạc còn bị đám đại thần đức cao vọng trọng như lưu kiện tạ thiên đề nghị xử tử nếu như bản thân mình thất thế không bị bọn họ chén chết tươi mới là lạ lưu cẩn lập tức nghiêm nghị đứng dậy chắp tay vái dài như trẻ con thỉnh giáo lão sư vậy kính cẩn mà nói theo cao kiến của công tử cục diện hiện tại của lưu cẩn phải làm sao chị chính lập uy chấn nhiếp quần thần chế phục thiên hạ đây mong rằng công tử chỉ điểm bến mê cho cần. Lư Sĩ Kiệt nâng chén trà, hít thảo uống một ngụm, lắc đầu rung đùi nói: "Chị chính khó ư? Chị chính dễ sao? Nói khó cũng khó mà nói dễ cũng dễ. Người chị chính phải biết lợi dụng của dân, phải biết quan trường vô thường, phải biết làm người khó khăn. Người chị chính có khả năng thì có chỗ đứng, người mạnh thì thắng, người khôn thì thành. Hiểu yêu cầu của dân, quan tâm yêu cầu hưng thịnh chính trị. Quan tâm" Lưu Sĩ Kiệt nói đến khô miệng, bưng chén lên uống trà, Lưu Cẩn bị nói đến không hiểu ra sao, lại vươn dài cổ lên, nhìn trái nhìn phải, gia nhân hai bên trái phải cũng đều không hiểu làm sao. Lưu Cẩn âm thầm thở dài. Tài tử, đúng là tài tử sâu xa và khó hiểu. Đáng tiếc không có Trương Văn Miện ở đây, cũng không biết vị tài tử này đến cùng là đang nói cái gì nữa đây. Lão khùng khục xúc miệng, nuốt nước miếng, cười làm lành ngồi xuống nói. À, phải, phải, nghe vua nói một buổi sáng, bằng đọc một sách 10 năm, Lưu công tử tài cao, Lưu Cẩn thô thiến Nghe thấy rất khó ngộ ra bản chất ở trong đấy được hề Thật đáng tiếc mà Công tử chỉ là du ngoạn đến kinh sư Không thể ở đây lâu dài được Bằng không sớm chiều thành giáo để cây trị răng sơn xa tắc Tạo phúc cho lê dân bách tính Đó thật sự là một chuyện tốt mà Lưu Sĩ Kiệt khẽ mỉm cười nói Ở Lưu Công Tệ hạ học hành nhiều năm Bây giờ đã hơn 30 tuổi rồi Cũng muốn ổn định Thành gia lập nghiệp Báo đáp triều đình Làm được những việc oanh oanh liệt liệt kìa nhưng chí khí cao xa cũng cần có một cành cây cao mà đấu không biết lưu công công có nguyện ý tiếp nhận hay không lưu cẩn mừng rỡ vội học theo vẻ nho nhã lễ độ trong kịch mà thi lễ vẫn luôn mong muốn mà không dám mở lời nếu như lưu công tử chịu bày mưu giúp cẩn cẩn tất khoản đãi như thượng khách vậy lưu cẩn cũng thành tâm lập tức dặn dò bài rượu thiết yến khoản đãi lưu sĩ kiệt lại cho người gọi trương văn biện đến tiếp rượu tuy rằng trương văn biện ghen tị với danh tiếng tài học của lưu sĩ kiệt nhưng lại không chán ghét giống như trương thái bởi vì Lưu Sĩ Kiệt cũng không phải người làm quan. Trong mắt Trương Văn Miện là một người có tài nhưng không gặp thời, có cảm giác là người lưu lạc chân trời, cho nên kết giao làm quen cũng có phần ăn ý. Hai thư sinh cam ghét thế tục có rượu đưa lối mà công kích tình hình chính trị đương thời, chỉ trích bá quan, rất có cảm giác đương kim thiên hạ, ta không quan tâm là cái gì. Chầu rượu này càng uống càng vui vẻ, cuối cùng vứt bỏ luôn chủ nhân bữa tiệc này là Lưu Cẩn. Hai phụ tá kẻ vai sắt cánh, thoải mái thoá mạ, cực kỳ sảng khoái. Lưu Cẩn cười hiếp cả mắt chỉ mời rượu. Lư Sĩ Kiệt có bảy tám phần say, lưỡi cũng bắt đầu lớn hơn, liền căm giận bất bình mà mắng to Dương Lăng có mắt không chồng. Ở suối vọng trúc tứ xuyên, nhục mạ y trước mặt mọi người, trong câu còn mắng mọi người Dương Thận là lũ lịnh hót vì không có nghĩa khí, nó lời nghe thẳng giúp y. Hơn nữa, y không ngừng nhắc đến chuyện Dương Thận thi khoa cử rồi làm quan, trở thành đô cấp sự trung, không thể che giấu sự ghen tị, không ngừng hô hào dùm beng tài học của mình hơn xa Dương Thận, là Dương Lăng có mắt không chồng, không nhìn ra nhân tài Lưu Cẩn nghe thấy rất mừng, thầm nghĩ. Khó trách cuồng sĩ này đến nhà đầu nhập vào chỗ ta, hóa ra không phải là vì vinh hoa phú quý, mà là muốn so tài tranh cao thấp với bạn tốt ngày xưa kìa. Dương Lăng trọng dụng dương thần, xỉ nhục y trước mặt mọi người. Có câu sĩ khả sát bất khả nhục, lấy tính tình của thanh thành cuồng sĩ đương nhiên là muốn tranh giành cho hạ giận rồi. Lưu Sĩ Kiệt đứng phó với Trương Văn Miện, nhưng vụng trộm quan sát sắc mặt của Lưu Cẩn đường đường một vị đứng đầu nội đình mà lại đối đãi chân thành như vậy thật sự khiến cho lữ sĩ kiệt cảm động vô cùng nhưng đã bất đồng bất tương vi mưu lưu cẩn làm bất cứ việc gì đến cùng cũng vì quyền của bản thân lợi của bản thân mà thôi hôm nay ông ta cung kính đối với mình như vậy chỉ là vì mình có thể trợ giúp cho quyền lợi của ông ta nếu như thật sự hiến ra sách lược lợi nước lợi dân tổn hại lợi ích của ông ta thì ông ta có còn trọng dụng không ông ta sẽ cung kính như vậy hay sao lưu cẩn âm thầm thở dài Việc gặp cỡ trong đời người thật xảo diệu vô cùng Hành động của ba thục của Dương Lăng Đã thành toàn cho Lưu Cẩn ta rồi Trước hết là bị ta thừa cơ Tước hết đại quyền Bây giờ lại đưa một tài tử vào dưới trướng của ta <laughs> Chứ là không biết so sánh tài học của Lưu Sĩ Kiệt này Và Dương Thấn Thì không biết ai là tôn tẫn Ai là bằng bằng quyền đây Lưu Sĩ Kiệt nghĩ xong băn khoăn trong lòng Cũng thở dài một tiếng Lưu Cẩn nhiệt tình đối đãi Chỉ tiếc rằng chính tả bất lưỡng lập Lư Sĩ Kiệt ta cũng chỉ đành làm bảng sĩ nguyên vào tàu doanh một lần vậy. Lưu Cẩn bảo Thạch Văn Nghĩa phải người đi xuyên thiểm điều tra toàn bộ hành tung trong hai năm gần đây của Lưu Sĩ Kiệt. Những người đã kết giao biết được quá trình kết đoán của Y và Dương Lăng nên rất cuộc cũng yên lòng. Lưu Sĩ Kiệt đã trở thành mưu sĩ tâm phúc của Lưu Cẩn. Có Trương Văn Miện quấy động dòng nước lại có Lưu Sĩ Kiệt ra sức tạo sóng. Lưu Cẩn bắt đầu tiến hành cải cách chính trị vào cuối năm chính Đức Nguyên Niên. Ngoại trừ việc nắm chặt quyền lực, siêu cao thế nặng, thu thập rất nhiều tài vật, thu nhận hối lộ ra thì không thể phủ nhận cải cách chính trị của Lưu Cẩn dưới sự trợ giúp của đám người Lưu Sĩ Kiệt, Trương Văn Miện, Trương Thái cũng có rất nhiều điều hữu ích đối với đế quốc Đại Minh. Chỉ là Lưu Cẩn thuộc loại người chỉ lo cái lợi trước mắt, căn bản không có kiên nhẫn mà làm từng bước, dùng đến vài năm thậm chí là vài chục năm để thúc đẩy quốc sách này. Hơn nữa, những người mà lão dùng đều là những kẻ nịnh hót bợ đỡ, còn những người không chịu đầu phục lão thì cho dù Lưu Cẩn có ban ra mệnh lệnh gì cũng nhất nhất mà chống lại cho dù là chính sách thật sự có lợi cho triều đình thì khi đến các địa phương cũng chỉ nhiễu dân loạn chính mà không đạt được kết quả gì cả. Nếu không thể dùng phương pháp thích hợp mà từng bước ổn định thúc đẩy thực hiện thì cho dù là chính sách chính xác cỡ nào cũng chỉ đạt được những hiệu quả trái ngược mà thôi. Hơn nữa, Trương Thái trước nay ở Kinh Sư chưa từng khảo hạch, nghiêm khắc đối với quan viên. Việc chỉnh đốn từ trên xuống dưới, nhanh gọn, dứt khoát như vậy đã khiến cho tiếng oán than dày đất. Lưu Cẩn để đảm bảo mệnh lệnh của mình được chấp hành nghiêm túc, liền lệnh cho sửng vệ nghiêm khắc xử lý mọi âm thanh phản đối. Lưu Cẩn giống như một chiếc xe lưu thật lớn, Lão muốn mở đường đi ở đâu thì mặc kệ phía trước là hoang dã, ao nước hay là hoa màu đều chỉ cần đè thẳng xuống một đường thôi. Tham quan ô lại và năng thần thanh liêm đều bị giam chung một phòng. Tiêu chuẩn để lão xét xử có tội hay không là phải coi có nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của lão hay không. Mưa gió nổi lên, mạch nước ngầm dần dần khởi động. Mùa đông năm trước, tiểu vương tử thắt đát dẫn theo mấy vạn thiết kỵ tập kích biên giới Hạ gục mấy thành, chấn động, chiều giã, nạn dân chân trúc vào kinh thành Nhưng mùa đông năm nay, mưa gió lại đến từ nội bộ, đến từ bên dưới Giống như ngọn núi lửa đã tích lũy đủ lực lượng vậy Khiến người ta ngửi thấy mùi lưu hình Nhưng không ai biết lúc nào thì nó sẽ bùng nổ Có lẽ, nếu thiếu đi một lực lượng nào đấy, một người nào đấy Thì nó có thể vĩnh viễn không bùng nổ, hoặc là sẽ bùng nổ ngay khi sự thương tổn đã tràn ngập không thể cứu vãn được nữa hoặc là trời xanh sẽ phái một người sinh ra vào đúng thời cơ để chấp hành sứ mệnh lịch sử này nhưng người kia vẫn còn đó sự dày vò của lưu cẩn vẫn chưa vượt ra khỏi sự kiểm soát của hắn hắn đang lặng lặng chờ đợi nghỉ ngơi lấy sức đợi chiều hướng phát triển đến một ngày nào đấy rồi nhẫn lại đợi con mồi tự mình chui vào cạm bẫy tử vong người kia chính là uy quốc công dương lăng dương lăng tình dưỡng thật sự rất tốt vừa không cần thượng triều lại không cần quan tâm chính sự Chẳng qua chỉ ngẫu nhiên đến chỗ tuyển tú Đến giờ mão nhìn một cái Thời gian luyện khí đổi thành 6 giờ ngọ Luyện kiếm thì đổi sang buổi tối Lòng nhẹ nhàng thì người mập lên Nghe nói Dương Quốc Công đã mập lên vài cân Theo lời nha đầu tuyết lý mai kia oán giận mấy ngày nay Thì lão ra càng ngày càng hung mãnh Thường hay đè nàng đến không thở nổi Vì thế Dương Lăng liền tích cực hưởng ứng Yên lòng lý trí mà đổi nàng lên trên Hưởng thụ đào ngược dưới nến của nàng Nói đến hai vị mỹ thiếp xuất thân từ thời hoa quán của hắn thì sức eo cũng không tệ lắm. Có điều có thể do là tính cách nên Ngọc Đường Xuân vẫn luôn xấu hổ khi ở trên hắn. Vòng eo nhỏ nhắn của nàng mềm dẻo hữu lực khi ra sức triển miên dưới người Dương Lăng thì có một sức mạnh vô tận khiến cho Dương Lăng chỉ có thể ra sức đè thân thể mềm mại không xương của nàng xuống mà đâm vào để tiểu yêu tinh này an phận một chút. Còn về động tác có độ khó cao như đào ngực dưới nến thì phải bảo đảm duy trì được tiết tấu và kỹ xảo phát huy trước mắt chỉ có tuyết lưới mai thân hình mềm nhẹ dựa vào con ngựa con như có điện phản lực kinh người của nàng mới có thể miễn cưỡng làm được trước sau vẹn toàn đêm qua khi dương lăng ở trong phòng ấu nương phu thê nguyên phối tâm đầu ý hợp ở cùng với ấu nương hơn nữa cảm giác như được tắm gió xuân dù là thân thuộc cũng giống như mưa gió mùa xuân vậy tâm linh giao hòa với nhau loại cảm giác kỳ diệu này cũng chỉ cảm nhận được khi ở cùng với ấu nương mà thôi vốn sáng sớm tỉnh lại Dương Lăng đang muốn lôi kéo kiểu Thê vào chuyện sinh hoạt, nhưng Tiểu Dương đại nhân lại gào lên một tiếng như xé cổ họng. Hai vị chỉ đành vội mặc lại quần áo rời giường, không còn cách nào khác cả. Dương đại nhân mà hoàng thượng phong nhận được ngàn vạn sủng ái, địa vị của Dương Lăng ở trong nhà đã rơi xuống thứ hai rồi. Mới sáng sớm tinh mơ mà người trong nhà đã ra sân đốt sáo bông, còn không phải có bệnh hay sao? Hey. Dương Lăng than thở một câu, Tiểu Dương đại nhân để ý nhất là hắn tiểu từ kia cuộn lại trong lòng của Dương Lăng, được bao lấy bằng tấm thảm lông lạc đà cực kỳ kín đáo. Trên đầu còn đội một chiếc mũ da hổ, lông mềm như nhung, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trắng mềm mềm, hai tròng mắt đen tuyền trong suốt, mở to nhìn các vị di nương đang đốt pháo bông. Nói là đốt pháo bông cho hắn, thế nhưng Ngọc Đường Xuân tuyết đi mai lại vừa kêu vừa đùa, chơi vui vẻ hơn bất cứ ai. Ngay cả Âu Nương cũng hưng phấn bừng bừng, gia nhập vào. Chỉ có Ca Văn Tâm tuy cười thật tươi, nhưng trung quy tính trẻ con cũng ít nàng dịu dàng đứng bên cạnh dương lăng thỉnh thoảng kẹp lại góc chân cho cục cưng này hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa đừng có đốt pháo các nàng đến phòng khách đánh bài đi chuyên tuyển phò mã cũng gần xong rồi đấy bây giờ chỉ còn hai hai mươi ứng viên nữa thôi đã bảy tám ngày rồi ta cũng không có đi bây giờ phải đi tuyển chọn được rồi được rồi chúng ta đi về dương lăng ôm nhi tử vừa xoay người thì giống như bị người ta bấm một cái vậy tiểu tử kia đột nhiên khóc giống lên ấu nương vừa vàng bỏ pháo xuống chạy qua dương lăng vừa vàng Ôm Nhi Tử quay lại nhìn pháo đang cháy Tiểu Dương Đại Nhân hai mắt tỏa sáng Tiếng khóc thét Bỗng nhiên lập tức liền dừng lại Dương Lăng đưa Nhi Tử cho ông Nương Giờ khóc giờ cười mà lên tiếng Hề hey, đây là đứa nhỏ hư đốn gì vậy Nhiều đồ chơi vậy mà không chơi Lại cứ thích ra ngoài đi dạo Lại còn xem pháo nữa kìa Hàn Âu Nương ôm Nhi Tử qua Hôn một cái lên trên má của nó thản nhiên nói với Dương Lăng Con trai mà sông sáng một chút cũng không tốt hay sao Tướng công bận công sự thì đi đi Hiếm khi Ngọc Nhi các nàng cũng chơi rất vui vẻ Bọn mùi ở đây thêm một lát rồi về phòng Ừ sắp nổi gió rồi đấy Đừng ở ngoài quá lâu Cẩn thận lại lánh Dương Lăng như được đại xá rời khỏi hậu hoa viên Lập tức đến tiền sảnh gọi lưu đại bồng trùy nói Chuẩn bị mã xa đến chư vương quán Thân hình lưu lại bồng trùy thẳng tắp Thẳng thắn đáp ở quốc công gia đợi cho một lát Ta gọi bọn thị vệ Nói xong lưu lại bổng Trì xoay người thân hình giống như một cây lao vậy tác phong tướng mạo nhà binh vô cùng nghiêm túc trước nay chưa từng thấy dương lăng hiếu kỳ mà vội nói đợi đã đợi đã đại bổng Trì, lúc ngươi ở trong quân cũng không tuân thủ quy củ như vậy sao bây giờ lại hóp bụng ấn ngực như vậy bây giờ không giống như trong quân không cần gò bó như vậy đâu lưu lại bổng Trì nhích miệng cười ở tiểu nhân không bị gò bó gã kéo kéo góc áo ngại ngùng mà cười tay nghề may áo của tiểu vân cô nương rất tốt Thế nhưng quần áo may hơi nhỏ một chút Tiểu nhân không đứng thẳng, Chỉ e sẽ làm rách quần áo mất thôi Dương Lăng nghe vậy thì cười ha ha nói Quản gia gọi Tiểu Vân ra đây đo lại cho đại bổng trùy Vừa hay sắp năm mới rồi Bảo nàng làm một bộ cho đại bổng trùy đi à, Không cần không cần Đại bổng trùy vội vàng lắc đầu Nàng làm bộ mới bồi thường cho tiểu nhân Có lòng là được rồi Nhưng thật không dám làm phiền người ta Lần trước y phục của Lưu Đại bổng Trùy Bị Vân Nhi dở trò Lấy kéo cắt lộn xộn tán loạn sau đó mới ra sức giặt cho gã. Một mực nó là y phục của gã hư rồi, kết quả là vừa giặt thì liền nát. Lưu Đại Bổng Trùy biết rõ đây là một cái cớ, trong lòng khó chịu nên chạy đến hậu viện muốn tìm nàng ta lý luận. Tiểu Vân là nha hoàn bên cạnh đại phu nhân Hàn Âu Nương, nghiêm nhiên chính là nội tổng quản trong phủ quốc công. Tôi tới nô tỳ từ trên xuống dưới, ai mà không nói giúp cho nàng ta đây. Kết quả là Lưu Đại Bổng Trùy vốn không tức giận, nhưng bị bọn người ngươi một câu, ta một lời, chế nhạo một phen lên nổi giận lôi đình dứt khoát hái miệng mắng to lên hà đấu nương nghe được tin tức thì ra hỏi biết được người bên cạnh mình ức kiếp ra tướng hộ viện liền hung hăng dăn dạy tiểu vân một phen sau đấy đưa cho nàng ta một sấp phải phạt nàng ta làm lại một bộ bồi thường cho lưu đại bồng trùy tiểu vân thấy lưu đại bồng trùy xoay tới xoay lui chỉ nhìn thân hình của gã một cái liền tức giận bất bình bỏ đi kết quả lần này cũng không phải là thật lòng muốn chỉnh gã nhưng lại bị bộ y phục này làm cho nghẹn khuất Vốn dĩ việc này cứ như vậy là được Nhưng đám chị em trong hộ viện Nhàn rỗi không có việc gì làm Không dễ gì mới có việc vui như vậy Nên thường xuyên lấy chuyện của Lưu Đại Bùng Trùy Và Tiểu Vân ra đùa giỡn Lúc mới bắt đầu nàng ta cũng không tránh khỏi xấu hổ Quấn bách Nhưng chuyện giữa nam và nữ lạ như vậy đó Vốn dĩ trong lòng không có người này Nhưng ngày nào cũng có người nhắc tới Người này trước mặt nàng ta Lại còn kéo bọn họ vào chung một chỗ đùa giỡn vô số lần Rồi thì tư thái oai hùng Anh dũng của Lưu Đại Bồng Trùy Cũng dần dần ghi dấu trong lòng của Tiểu Vân phải nói là hiện tại lưu đại bổng trùy là đầu lĩnh gia tướng mà triều đình phê chuẩn cho vào phủ y quốc công bổng lộc phẩm cấp khi còn trong quân cũng là thất phẩm nếu cẩn thận tính ra thì nàng không xứng với người ta trong lòng cô nương có tâm sự nên mỗi lần thấy lưu đại bổng trùy thì thần thái lại không được tự nhiên ấu nương và tiểu vân sớm chiều làm bạn nên dần dần phát hiện tâm tư của nàng hai ngày nay có nhắc qua với dương lăng dương lăng cũng có lòng thúc đẩy việc tốt này cho nên nhân dịp tạo cơ hội cho bọn họ lưu đại bổng trùy dẫn theo đám gia tướng đi lấy xe ngựa binh khí ra tiểu vân cũng cầm một cây thước tới gian nhà chính dương lăng cười mỉm nói tiểu vân hai ngày trước làm bộ quần áo kia cho đại bổng trùy tay nghề cắt may không chia vào đâu được đại bổng trùy rất thích đáng tiếc là kích cỡ hơi nhỏ gã mặc vào sợ là sẽ bị căng rách nên đi đường cẩn thận vô cùng với cái khổ người đó thì việc này chẳng phải là hành xác hay sao tay nghề của cô khéo léo phiền cô đo lại khổ người gã rồi may lại một bộ khác đi cũng sắp qua năm mới rồi làm xong y phục ta sẽ bảo đại bồng trùy phát một phần quân lương cho cô coi như là quả năm mới khuôn mặt của tiểu vân đỏ lên cực kỳ nhanh nhẹn lướt nhìn đại bồng trùy đang ở phía sau một cái rồi quỳ xuống nói lão gia dặn dò tiểu vân dĩ nhiên tuân mệnh dương lăng cười cười vừa chạy ra ngoài vừa nói to đại bồng trùy đi để tiểu vân quân lương đo người cho ngươi đi nhanh lên coi phải lập tức vào thành đấy lưu đại bồng Trùy thẹn thẹn thùng thùng đi vào trong nhà phía sau vâng lên tiếng cười trộm của đám anh em cao quản gia lớn tuổi thành tinh đại bổng chủy còn chưa vào nhà thì lão đã bơi ra ngoài như con cá vàng vậy lưu đại bổng chủy cao lớn vạm vỡ đáng thương cho tiểu vân cô nương dáng người nhỏ xinh cầm thước mềm đo vòng eo cho gã quả thật giống như đang giang đôi tay nhỏ bé ôm lấy vòng eo của gã vậy chẳng những cô nương đỏ bừng cả mặt mà ngay cả đại bổng chủy mặt than cũng hóa thành màu gan lợn cô nương đo xong phóc người lại ngồi xổm xuống đo chân của gã lưu đại bổng chủy ha ha nói Ừ, chân, chân chân cũng phải đo sao ừ, người ta người ta có chút vải vốn không làm được cái gì cả làm làm giày cho người cũng được người có chịu không tiểu văn cô nương ngẩng đầu lướt gã một cái lưu đại bổng chì gãy đầu cười ngây ngô mà nói à, vui chứ sao lại không vui tiểu văn cô nương rất khéo tay đường may phục này rất chắc nếu là ở thôn ta thì sẽ là cô nương theo thủa may vá số 1 số 2 đấy Tiểu Vân được gã khen nên nhỏ miệng cười Đứng lên nói Khéo tay thì sẽ không làm quần áo ừ, Ngươi, Ngươi bị nén chắc khó thở lắm đúng không Lúc tan làm còn tưởng làm hơi lớn nữa chứ Lần này ta cũng không cố ý chỉnh ngươi đâu Lưu Đại Bồng Truyền ngượng ngùng Mà nói Ta biết mà không trách được Tiểu Vân cô nương Là ta đây vừa ngốc vừa thô Tốn vải Tiểu Vân phì cười lườm gã trắng mắt Mà rồi sẵn giọng nói Sao chỉ tốn vải thôi sao còn phí tay nghề của người ta nữa kìa ừ, Phải 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 Cô nương này vừa đứng gần Thì Lưu Đại bùng Trí bắt đầu Đã nói lắp Gã nuốt một ngụm nước miếng Quay đầu nhìn nhìn lại Rồi đột nhiên lấy một món đồ từ trong lòng ra Nhanh như chớp nhét vào tay Tiểu Vân Vừa vàng hấp tấp nói một câu Ta tặng cho cô Sau đó bỏ chạy ra ngoài Chạy đến gian nhà chính thì đẩy cửa ra Thất tha thất thẻo té ngã vào trong đám thị vệ Vân như cô nương kinh hô một tiếng Thấy gã không sao thì mới thở phào Nàng phát hiện đám thị vệ nhìn về phía nàng liền vội vàng kéo tay áo che đi món đồ ở trong tay 15 16 thị vệ dắt ngựa ra khỏi cửa phủ nhà đầu vân nhi nhẹ nhàng khe khẽ kéo tay áo trên tay kia ra đưa mắt nhìn thì thấy trong tay cầm một cái bánh trung thu hơi nhỏ lại có hai cái hộp nhỏ dày như vậy xếp chồng lên nhau chiếc hộp có những đóa hoa trắng nhỏ li ti được vẽ trên mặt lụa chính giữa có ba mặt chữ mặt lụy phường một nụ cười ngọt ngào động lòng người nở rộ bên môi vân nhi Ai nói gã vừa ngốc vừa thô chứ Chẳng phải cũng biết đến lòng con gái đó sao Son môi ở mặt Lị Phương Rất là đắt tiền Ngã lại không tiếc hay sao Vân Nhi dịu dàng ngọt ngào cười Giống như một cảnh hoa nhài Tỏa ra mùi hương thơm ngát vậy Một cô nương được người ta sủng Người ta yêu Thì dù có là một cô gái bình thường đi chăng nữa Thì lúc này cũng tỏa ra thần thái Cao quý xinh đẹp như công chúa vậy Một công chúa cao quý xinh đẹp chân chính Lại không có niềm vui của một tiểu nha hoàn Lúc bây giờ công chúa Vĩnh Phúc vốn tính nhẫn nhục chịu đựng Bản thân vui vẻ, bản thân giận dữ, bản thân muốn cái gì, muốn cự tuyệt cái gì, nàng đều nghiêm ngoạt, tân thủ quy củ, không thể dễ dàng biểu hiện ra. Trước mặt sau lưng mọi người, Vinh Viễn là một công chúa hoàng gia tao nhã cao quý. Nhưng nàng cũng là một cô gái, hơn nữa còn là một cô nương 15 16 tuổi, trong lòng có thể chứa được bao nhiêu tâm sự, gánh được bao nhiêu gánh nặng đây. Hôm đó ở hậu viên Trư Vương quán, nhìn thấy những người được chọn làm phò mã kia, đã làm cho nàng sợ hãi. Mấy ngày nay liên tiếp mơ thấy ác mộng. Bọn thiên nữ bên cạnh ra sức can ủi nàng Nói chỉ là sơ tuyển mà thôi Người cuối cùng được chọn trong đám người ứng tuyển phò mã Sẽ không nông cạn như vậy đâu Nhưng trong lòng của nàng vẫn lo sợ Hơn nữa nghe nói bây giờ Dương Lăng cả ngày Đều ở nhà vui vẻ với kiểu thê mỹ thiếp Nên cực kỳ buồn bực đến báo viên Nói chuyện tán gấu với ca ca chuyện... chuyện trung thân đại sự của mình Mà hắn hoàn toàn không để ở trong lòng Trong lòng cung chúa Vĩnh Phúc đau khổ không thôi Tất chân là một thái giám quốc cứu thì chỉ chú trọng thân phận địa vị của đối phương để chọn ra lăng quân như ý e rằng cũng chỉ có dương lăng mới hiểu tâm ý của mình mình thích người như thế nào thôi hắn sao lại không xem mình ra gì như vậy chứ công chúa vĩnh phúc tức giận vung tay áo phía sau ôi trao một tiếng công chúa vĩnh thuần duyên dáng tránh ra bác ý nói may mà bản công chúa thân thủ linh hoạt tỷ tỷ tức giận với ai vậy là tú đình sao sớm vậy mà dậy rồi sao sao lại tới sớm vậy tỷ tỷ hồ đồ tỉ đang suy nghĩ cái gì vậy hôm nay tương nhi vào kinh đấy muội mong chờ đã lâu lắm rồi tương nhi còn đồ nào hơn cả muội nữa kia có muội ấy ở đây muội sẽ không buồn nữa rồi lát nữa muội sẽ đến đây bái kiến thái hoàng thái hậu mẫu hậu và hoàng thượng muội sẽ dẫn nàng vào trong viện ném tuyết tí tỷ có đi không vĩnh thuận vừa rũ tuyết trên áo vừa cười nói vĩnh phúc thở dài xa xăm lên tiếng muội đấy còn nhỏ không biết mùi đau buồn là gì cả ngày chỉ biết chơi đùa thôi à tương nhi tương nhi đến cũng tốt à nếu tỷ thật sự mà vào thập vương quán Thì cũng có người theo tỷ nói chuyện giải buồn mà Tỷ hiện tại thật sự ngưỡng mộ tương nhi Mỗi ấy cũng là công chúa Thế nhưng lại không cần theo quy củ của công chúa Mà tương lai phải vào ở trong thập vương phủ Công chúa Vĩnh Thuần trợn trắng mắt nói Từ lâu đã nói tự tỷ chọn đi Tỷ lại không chịu Chọn chúng ai thì nói với đại ca Huynh ấy là hoàng thượng mà Hạ chỉ xuống thì ai dám không lấy chứ Khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Vĩnh Phúc choáng váng khẽ hứa một tiếng rồi sẵn giọng Nói bậy gì vậy, tỷ tỷ không cả đi được sao? Sao lại có cô gái nào tự xuất đầu lộ diễn, đi chọn hôn phu chứ? Còn không khiến cho người ta chơi cười hay sao? Rồi nàng quay đầu nói với tiểu đinh tử. Tiểu đinh tử nói với người tiện phòng, bà bọn họ chuẩn bị một mâm ngự thiến. Nói bản công chúa và công chúa Vĩnh Thuần muốn quản đãi công chúa Tương Nhi. Tiểu đinh tử đáp lời rồi đi, Vĩnh Thuần lại cười hì hì lên tiếng. Tỷ tỷ, mội nghe mã tổng quản nói Người ứng tuyển phò mã chỉ còn lại có 21 người thôi Thật sự là ngàn tuyển vạn chọn mà Ngày mai quan chủ tuyến sẽ tuyển chọn lần cuối Sau đó dẫn người vào cung Nghe nói Hoàng Huynh đã dán cáo thị Nó hôm nay là ngày cuối cùng rồi Có điều tiêu chuẩn của những người vẫn muốn báo danh đã được nâng cao Phải có công danh trong người thì mới được đấy Công chúa Vĩnh Phúc mờ mịt Trong lòng giật mình vội nói Mới nói ngày mai là dẫn người tiến cung rồi sao Công chúa Vĩnh Thuần kéo dài giọng mà nói Ngày mai tuyển chọn lần cuối rồi thì tí, tí Người được chọn ra ngày mai mới có tư cách tiến cung Không phải là ngày mai tiến cung Công chúa Vĩnh Phúc nhẹ nhàng thở ra Nàng đi đến cửa đại điện Chỉ thấy hoa tuyết tung bay Công chúa Vĩnh Phúc nắm chặt bàn tay nhỏ Căng thẳng lầm bẩm Hôm nay tuyết lớn Trừ vương quán chắc không có nhiều chuyện lắm đâu Mỗi mỗi cho người gọi Dương Đại Nhân tiến cung một chuyến Tỷ tỷ muốn Tỷ muốn Này Vĩnh Thuần Vĩnh Thuần Vĩnh Thuần đã chạy xa từ lâu Vừa hét lớn với nàng Đừng muốn nữa mỗi đi gọi người Vĩnh Phúc thả tay ra Đi hai bước ngoài hành lang Thuyết tha đứng đấy ngơ ngẩn ngắm nhìn tuyết trắng lợn lờ rơi xuống Trên thân cây mai đã phủ lên một tầng tuyết diêm rồi Nàng vươn bàn tay trắng non ra Hoa tuyết không một tiếng động Rơi vào lòng bàn tay của nàng Nhanh chóng hóa thành một hạt xương Trong phát như giọt lệ Ở trong lòng nữ như vậy Vĩnh Phúc không khỏi khẽ khẽ thở dài Đưa mắt nhìn qua Tuyết rơi mờ mịt Bóng người trong cung mờ ảo quy của trong cung là không được bước nhanh Bất cứ lúc nào cũng phải bước đi thong thả Duy trì sự nghiêm túc và trang trọng của hoàng cung Trên con đường nhỏ hẹp Cho dù là cầm ô hay là khoác áo Thì đám cung nhân cũng vùi đầu mà đi trong màn tuyết mênh mông Yên lặng tuyên bố mùa đông đã hoàn toàn đến rồi kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 151 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.